Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe hatchback. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 số tự động quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển thành phố, và chúng tôi đã rút hồ sơ rồi quý vị bạn nhé. Biển thành phố tức là biển Sài Gòn đấy ạ. Quý vị các bạn nếu đăng ký ở Hà Nội không mất tiền biển nữa đâu ạ. Đấy, phiên bản Grand i10 và là cái phiên bản 1.2 số tự động quý vị các bạn nhé. Đấy, phiên bản 1.2 số tự động ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi và chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Và ở cái phiên bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ tát tốp và la răng đúc quý vị các bạn ạ. Màu đỏ đun rất là đẹp ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Hyundai Grand i10 này, chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả các chi tiết còn rất là mới, từ cụm đèn pha cho đến là logo chữ còn rất là mới quý bạn nhé. Đấy, dàn lốp cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, và la răng đúc, mặt phay chưa có xước sát một tí nào cả quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 392 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản ạ. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây quý bạn nhé. Chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, phiên bản này là sản xuất năm 2019 đấy ạ. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn. Vô lăng, cần số đều rất là mới, với đồng hồ công tơ mét lăn bánh được 3 vạn 2 km quý bạn nhé. 3 vạn 2 km rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 số tự động, bản đủ sản xuất năm 2019 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 rất là mới đấy ạ. Toàn bộ nội thất đều rất là mới, lốp sơ cua cũng còn rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Rất đẹp luôn ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và tất cả còn nguyên bản và rất là đẹp đấy ạ. Thông số. Mm-hmm.